Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Nam Định, các mẫu bệnh phẩm lấy từ 4 hộ chăn nuôi trong tỉnh đều phát hiện dương tính với virus da cầm AH5N6. Virus này cũng nguy hiểm tương tự như cúm AH5N1 và có khả năng lây lan sang người. Hiện cơ quan chức năng địa phương đã tiêu hủy toàn bộ số da cầm mắc bệnh, đồng thời tiêu độc, khử trùng, chuồng trại và các khu vực lân cận để tránh lây lan rộng hơn.